buộc dừng học thủ khoa lớp 10 vì giảm 15 điểm sau thanh tra. Mới đây, thêm một sự cố liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa được thanh tra phát hiện. Cụ thể, một thí sinh từ kết quả điểm thi trượt đã được hội đồng chấm thi vào nhầm điểm và trở thành thủ khoa lớp 10 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, trong kỳ thi lớp 10 hồi tháng 6, MCTH sinh năm 2009 đăng ký nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn. Theo điểm thi do sở công bố, nam sinh đạt 39,4 trên 50 điểm, cao nhất trong 442 thí sinh dự tuyển vào trường. Trong đó, điểm toán văn được nhân hệ số 2 lần lượt là 8 và 8,5 điểm, điểm tiếng Anh là 6,4. Tuy nhiên, sau đó sở nhận được đơn khiếu nại cho rằng kết quả của nam sinh có vấn đề vì ngày học trung học cơ sở, em này chỉ đạt học lực trung bình. Thanh tra sở đã rút bài thi của nam sinh ra để xem lại và phát hiện sự chênh lệch giữa kết quả do giám khảo chấm với điểm công bố. Cụ thể, điểm trên phiếu chấm là toán 4,5, văn 6,5, tiếng Anh 2,4. Tổng điểm xét tuyển là 24,4, thấp hơn ban đầu 15 điểm. Căn cứ điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong năm học 2024-2025, em học sinh này không đủ điểm đậu vào lớp 10, do điểm chuẩn trường này là 28,4 điểm. Hiện, nhà trường đã cho thôi học đối với học sinh trên. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân vụ việc là do lỗi của tổ hồi phách. Lên điểm của Hội đồng chấm thi Trung học phổ thông Ngọc Lặc, nơi được giao chấm bài thi của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Trong giải trình gửi sở, ông Vũ Ngọc Liêm, hiệu trưởng Trung học phổ thông Ngọc Lặc, kiêm chủ tịch hội đồng chấm thi và 4 thành viên tổ hồi phách, thừa nhận sai sót. Ông Liêm nói do áp lực, mất tập trung nên đã ghi nhầm điểm của thí sinh, hoàn toàn không cố ý. Ông Trần Văn Thức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng đánh giá đây là vụ việc hy hữu, khẳng định không có yếu tố tiêu cực. Ngoài ra, sở cũng đã tổ chức gặp gỡ gia đình và xin lỗi, tư vấn cho nam sinh theo học trường nghề hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng chưa được đồng thuận. Được biết, mẹ nam sinh đã làm đơn khiếu nại. Trong đơn, người mẹ này cho biết sự việc khiến bản thân suy sụp, con trai bỏ ăn, có dấu hiệu trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực. Trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết, chị đề nghị cho con tiếp tục theo học tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong để ổn định tâm lý. Song, sở cho rằng không có căn cứ vì nam sinh không đủ điểm đỗ. Ông Biden chỉ trích phát ngôn sai lệch của ông Trump về siêu bão Milton. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây vừa lên tiếng chỉ trích kịch liệt ông Trump vì đưa ra loạt thông tin sai lệch về cách Nhà Trắng phản ứng bão Helene và sự chuẩn bị cho siêu bão thế kỷ Milton. Ngày 9 tháng 10, phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói rằng trong vài tuần qua, đã có một sự lan truyền liều lĩnh, vô trách nhiệm và không ngừng nghỉ thông tin sai lệch, thậm chí dối trá trắng trợn. Các thông tin dối trá này đã làm suy yếu niềm tin vào công tác cứu hộ và phục hồi sau bão. Nó có hại cho những người cần được giúp đỡ nhất. Đơn giản là không có nơi nào để điều này xảy ra, theo ABC News dẫn lời ông Biden. Ông Biden đã chỉ trích vào một số thông tin sai lệch cụ thể do ông Trump hoặc các đảng viên Cộng hòa phát tán, bao gồm thông tin sai lệch về quỹ viện trợ cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang. Theo ông Biden, cựu Tổng thống Trump đang dẫn đầu cuộc tấn công của những lời nói dối. Cụ thể, phía ông Trump đã đưa ra những lời khẳng định rằng tài sản đang bị tịch thu và những người bị ảnh hưởng bởi bão sẽ chỉ nhận $750 tiền mặt và không nhận gì khác. Những khoản tiền cần được dùng ứng phó bão đang bị chuyển đến cho người nhập cư. Điều đó cũng không đúng, ông Biden khẳng định. Hiện phía ông Trump chưa phản hồi về tuyên bố trên. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng phản bác lại một đồng minh thân cận của ông Trump, người đã khuếch đại một thuyết âm mưu trên mạng xã hội rằng chính phủ liên bang có công nghệ kiểm soát các kiểu thời tiết. Bitexco lý giải việc nhận hơn 15.700 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan. Hôm nay ngày 10 tháng 10, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần tranh luận của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Liên quan đến quá trình điều tra, Bộ Công an đề nghị thu hồi số tiền hơn 15.700 tỷ đồng mà Bitexco đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan và các đối tác thông qua việc chuyển nhượng dự án Tứ Giác Bến Thành. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ cho Bitexco nói việc nhận 15.700 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan là quan hệ giao dịch dân sự, không liên quan tới SCB nên đề nghị không thu hồi. Theo đó, về dự án Tứ Giác Bến Thành, bà Lan khai có thỏa thuận với chủ tịch Bitexco việc tìm đối tác chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng. Sau đó, bà đã nhiều lần chuyển cho công ty này tổng cộng 7.000 tỷ đồng và có những thỏa thuận riêng của cả hai bên. Cụ thể, bà Lan nói với chủ tịch công ty nhận chuyển nhượng là nếu bán dự án cho ai thì phải hoàn trả lại cho bà 7.000 tỷ đồng và 30% giá trị của 7.000 tỷ đồng. Sau này, bà tìm được đối tác từ Singapore để vào thực hiện dự án, nhưng họ đang chuẩn bị nguồn tiền thì bà bị bắt. Đại diện công ty Bitexco thừa nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án Tứ Giác Bến Thành. Số tiền này để thực hiện triển khai dự án hiện đã hòa nhập dòng tiền này vào hoạt động của tập đoàn.
luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho công ty Bitexco đề nghị tòa không thu hồi số tiền trên. Vì giao dịch dân sự hợp pháp giữa các bên, Bitexco nhận số tiền và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không. Luật sư nói thêm, quá trình chuyển nhượng gặp sự cố khiến công ty này đang phải chịu thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng. Đồng thời, trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều tài khoản của công ty Bitexco và các công ty khác trong hệ sinh thái. Liên quan tới vấn đề trên, trong quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan xác định quan hệ giữa mình và Bitexco là dân sự, đề nghị hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện cho doanh nghiệp này. Thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên mua hàng tiện tay lấy cắp nhẫn vàng 17 triệu. Hôm nay 10 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh điều tra làm rõ vụ mất trộm nhẫn vàng tại tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 9 tháng 10, một nam thanh niên chạy xe máy đến mua đồ tại cửa hàng tạp hóa nói trên. Tại đây, nam thanh niên phát hiện chiếc nhẫn vàng để trên bàn tính tiền nên tìm cách tiếp cận thì chủ cửa hàng đi ra. Để không bị nghi ngờ, nam thanh niên bước vào trong, giờ hỏi mua đồ treo ở góc khuất, lợi dụng lúc chủ tiệm đi vào trong. Người này nhanh tay di chuyển chiếc nhẫn lên một kệ cao, tiếp đó bỏ nhanh chiếc nhẫn cho vào túi quần. Chủ tiệm tạp hóa cho hay, sáng nay do một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nên ông tháo chiếc nhẫn ra đặt trên bàn rồi đi sửa chữa. Lúc bán hàng cho nam thanh niên xong thì phát hiện mất chiếc nhẫn. Kiểm tra camera thì phát hiện vụ việc như trên. Theo nội dung trình báo, chiếc nhẫn bị trộm có giá trị khoảng 17 triệu đồng. Hôm nay 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông tin đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng làm việc tại hai cơ sở massage ở thành phố Phan Thiết bao gồm Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan cảnh sát cũng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng trên. Theo điều tra, ngày 23 tháng 9, bà TTL, ngụ tỉnh Bình Thuận đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trình báo việc nhận được cuộc gọi từ một cơ sở massage. Yêu cầu bà này phải mang 120 triệu đồng đến để chuộc con gái của mình là T đang làm việc tại quán. Đến ngày 26 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với công an thành phố Phan Thiết kiểm tra cơ sở massage trên. Phát hiện T cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở ở trong phòng bị khóa trái bên ngoài. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở massage Hoa Kiều do Nguyễn Hữu Thành làm chủ. Để quản lý nhân viên, Thành bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên massage. Các phòng này đều có khóa bên ngoài. Thành phân công cho 3 nhân viên nam gồm Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý và Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa. Khi các nhân viên đi phục vụ khách massage hay đi nấu ăn thì 3 nam nhân viên này có trách nhiệm mở khóa phòng và giám sát việc di chuyển của các nhân viên nữ. Sau khi xong việc, các nhân viên phải về lại phòng ở và bị khóa cửa lại. Những người này muốn ra khỏi phòng làm việc riêng thì phải được sự đồng ý của Thành. Riêng T, vì nợ số tiền 120 triệu đồng và đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân và giam lỏng trên khu vực phòng ở gác lửng. Qua điều tra ban đầu, ngoài việc có dấu hiệu tội bắt giữ người trái pháp luật, công an còn làm rõ hành vi Nguyễn Hữu Thành khống chế, buộc các nhân viên massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành thông qua Lê Văn Hải và một đối tượng khác. Các nhân viên massage có nhiệm vụ phục vụ khách rồi lấy tiền bô để trả nợ hàng ngày cho Thành. Việc trả nợ sẽ được ghi vào sổ ở quầy lễ tân. Số nhân viên nợ tiền của Thành được yêu cầu ở tại cơ sở không được ra ngoài và phải nấu ăn tại chỗ. Hiện công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, với lý do người này đã rút kháng cáo và chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội là làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Minh Phúc đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó không lâu, ông này đã có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên để đi thi hành án, mong sớm trở về với gia đình. Liên quan đến vụ việc, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 6 tháng 8 năm 2024, hội đồng xét xử căn cứ vào hồ sơ vụ án và thẩm vấn tại tòa có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Minh Phúc có hành vi liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin của bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Từ đó, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phúc đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Hội đồng xét xử cũng xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án đối với các giấy tờ giả, gồm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế và một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, một giấy chứng nhận điệp thọ và nhiều giấy tờ khác được làm giả. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phúc đã òa khóc nức nở khi gặp lại người thân và thừa nhận hành vi truy tố như cáo trạng là đúng, không oan sai. Nói lời sau cùng, bị cáo này mong hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình, ở với mẹ già. Mới đây, tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất về việc nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện còn bị tước giấy phép lái xe trong vòng 1 đến 3 tháng. Còn trong dự thảo nghị định đã được chuyển tới Bộ Tư pháp để thẩm định, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng lên 6 đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và từ 2 đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy. Đồng thời, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe. Tương tự, Bộ Công an cũng đề xuất nâng mức phạt tiền hành vi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông từ mức hiện tại là 4 đến 6 triệu đồng lên mức mới là 6 đến 8 triệu đồng đối với ô tô, từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng lên 2 đến 3 triệu đồng đối với xe máy. Đồng thời, Bộ Công an cũng đưa ra dẫn chứng về việc thời gian vừa qua, tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê, từ năm 2020 đến năm 2024, lực lượng công an toàn quốc đã lập biên bản xử lý gần 14,9 triệu trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước hơn 21.036 tỷ đồng. Tổng thống Ukraine đã nêu ra thông báo về việc kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai về chấm dứt xung đột với Nga, diễn ra vào tháng 11 tới đây đã bị hủy. Trước đó, Kiev từng kêu gọi Moscow tham dự hội nghị lần hai, dự kiến vào tháng 11 để tìm cách chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần phát tín hiệu từ chối. Theo Ukraine, công tác chuẩn bị cho hội nghị hòa bình vào thời điểm khác đang được tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề được tổ chức riêng cho từng điểm trong kế hoạch hòa bình để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện và cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các vấn đề nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên vào tháng 6 tại Thụy Sĩ. Nga không được mời tới dự hội nghị và sự kiện này cũng không đạt kết quả như mong muốn của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên cho Ukraine đã diễn ra ở Thụy Sĩ với hơn 90 quốc gia tham dự. Tuy nhiên, chỉ có 80 quốc gia ký tuyên bố chung. Nhiều chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên do Ukraine tổ chức là nỗ lực của phương Tây nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev thay vì đặt mục tiêu thực sự là tìm kiếm một kết thúc cho cuộc xung đột. Trên thực tế, việc không có sự tham dự của Nga hay Trung Quốc, hội nghị thượng đỉnh kết thúc với cam kết mơ hồ về một lần gặp tiếp theo nhưng không có kế hoạch cụ thể. Điện Kremlin hồi tháng 6 cho biết hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine đã mang lại kết quả không đáng kể và cho thấy sự vô ích của việc tổ chức đàm phán mà không có Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng kết quả của cuộc họp là gần bằng không trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trình bày một kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Joe Biden và cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các chi tiết chính xác của kế hoạch chiến thắng vẫn chưa được công khai, nhưng được cho là gồm 5 điểm. Phương Tây tăng cường viện trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, kết nạp Ukraine vào NATO và EU và cho phép tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Mặt khác, phía Nga đã cảnh báo sự tham gia trực tiếp của Mỹ và các đồng minh vào cuộc xung đột và tuyên bố cập nhật học thuyết hạt nhân của nước này.